Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin 113 online của truyền hình Công an Nhân dân. Thưa quý vị, liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành của tỉnh Hải Dương, chiều ngày 8 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự giết người, cướp tài sản, quyết định tạm giữ hình sự đối với hai đối tượng về hành vi phạm tội trên. Các đối tượng gồm Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh cùng chú tại huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Quá trình điều tra xác định khoảng 20 giờ ngày 7 tháng 6, Doanh điều khiển xe máy không đeo biển kiểm soát, chở theo Đạt đến cửa hàng vàng bạc Đức Nam tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm. Khi phát hiện anh Nguyễn Đăng Ninh là con trai của chủ nhà đang đứng trong cửa hàng, Đạt dùng súng bắn đe dọa, còn Doanh dùng búa đập tủ kính trưng bày vàng, lấy được 3 vòng vàng kiềng trị giá hơn 50 triệu đồng. Phát hiện sự việc, anh Ninh hô hoán và giữ được Doanh. Vào thời điểm này, Đạt đã sử dụng súng bắn liên tiếp vào ngực và chân của anh Ninh. Sau khi gây án, Đạt và Doanh đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Với tội chống người thi hành công vụ, Lê Hồng Phong, sinh năm 1989, trú tại huyện Chiêm Hóa của tỉnh Tuyên Quang, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Sơn của tỉnh Tuyên Quang ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Vào ngày 31 tháng 5 tại quốc lộ 2 đoạn qua xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, đối tượng Lê Hồng Phong điều khiển xe ô tô đã vượt quá tốc độ cho phép. Khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra, Phong không chấp hành, tăng ga, lao thẳng về phía tổ công tác để bỏ chạy. Tổ công tác đã sử dụng xe đặc chủng truy đuổi, chỉ đến xã Đội Bình, huyện Yên Sơn và bị xe cảnh sát giao thông khóa đuôi phía sau thì lái xe mới chịu dừng lại. Để trả thù cá nhân, La Tuấn Duy điều khiển xe ô tô tông thẳng vào nhóm người khiến một người bị thương nặng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Ea Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ La Tuấn Duy, sinh năm 2000, trú ở xã Ea Nam, huyện Ea Hờ Leo để điều tra về hành vi giết người. Duy cùng nhóm bạn đến một quán nhậu tại thị trấn Ea Đờ Đăng, huyện Ea Hờ Leo để uống bia. Tại đây, nhóm của Duy đã xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhóm người trú cùng xã, nhưng được mọi người can ngăn nên tất cả đi về. Bực tức vì bị đánh, đối tượng Duy điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 47A-14005 quay lại quán nhậu trên. Khi gần đến nơi, Duy đã phóng xe với tốc độ rất cao, tông thẳng vào nhóm người đang đứng trên vỉa hè để trả thù. Trong đó, thì một thanh niên sinh năm 2005, trú ở huyện Ea Hờ Leo, không đi cùng nhóm trên nhưng bị tông vào người, làm nạn nhân bị gãy nát bàn chân phải. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Hoàng, sinh năm 1992, trú tại huyện Tiên Phước để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đây là đối tượng vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn, gồm 4 bánh heroin, 2.000 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, tại tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Hoàng. Tăng vật thu giữ gồm 4 bánh heroin, trọng lượng hơn 1.500 gram, 2.000 viên hồng phiến. Qua đấu tranh, Hoàng khai nhận đã mua ma túy từ Nghệ An về Quảng Nam để bán kiếm lời. Được biết, Hoàng là đối tượng nghiện ma túy. Còn tại Nghệ An, Công an huyện Quỳnh Lưu cũng vừa triệt phá đường dây mua bán sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ gần 2.400 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Ngày 7 tháng 6, Công an huyện Quỳnh Lưu đã bắt giữ 5 đối tượng tại một quán karaoke trên địa bàn xã Quỳnh Minh về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ là 89 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an huyện xác định Vi Xuân Thành, trú tại huyện Nghĩa Đàn là đối tượng cầm đầu chuyên án và lấy ma túy từ biên giới về Nghệ An nhằm cung cấp cho các đối tượng nghiện trong các quán karaoke. Quá trình bắt giữ, đối tượng Thành sử dụng dao nhọn chống trả quyết liệt lực lượng công an. Mặc dù vậy, ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng Thành. Tang vật thu giữ gồm 2.397 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, một con dao dài. Tiếp tục đấu tranh, cùng ngày cơ quan công an bắt thêm 2 đối tượng về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 112 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến. Thưa quý vị, trước những phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi của tội phạm ma túy, thời gian qua, lực lượng Công an huyện Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai đã phát huy tinh thần đấu tranh mưu trí, dũng cảm, kiên quyết đẩy lùi cái chết trắng ra khỏi đời sống xã hội, triển khai đồng bộ các biện pháp để trấn áp quyết liệt, đấu tranh có hiệu quả đối với loại tội phạm này.
Đây là các đối tượng Nguyễn Thành Bốn, Đặng Hoàng Huy, Trần Vĩnh Trường và Hong Choi Quay cùng chú tại huyện Trảng Bom vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trảng Bom khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 1 tháng 4 do tôi không có tiền sử dụng ma túy nên tôi xuống nhà Đặng Hoàng Huy có nhờ Huy cho một ít ma túy để chơi. Xong rồi sau đó Huy có nhờ tôi đi giao ma túy giùm. Lần thứ nhất, lần thứ hai cũng vậy, lần thứ ba là khoảng 9 giờ 30 là đi giao ma túy là tôi đã bị công an, lực lượng công an huyện Trảng Bom bắt giữ. Theo thống kê, chỉ tính từ tháng 4 năm 2023 đến nay, công an huyện Trảng Bom đã phát hiện điều tra làm rõ 17 vụ, bắt 41 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điều này cho thấy tình hình tội phạm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp. Phương thức thủ đoạn hoạt động phạm tội ngày càng tinh vi và thường xuyên thay đổi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Trong thời gian tới là công an huyện luôn xác định công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, cả hệ thống chính trị cùng chung tay vào việc phòng chống tội phạm ma túy, đạt hiệu quả cao, nâng cao công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời là quản lý chặt các đối tượng trên địa bàn, quản lý, nâng cao công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân. Để phòng ngừa tội phạm ma túy, ngoài đấu tranh quyết liệt của lực lượng công an, thì người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, đề cao tinh thần cảnh giác, tố giác tội phạm trước các thủ đoạn của tội phạm ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương. Với hành vi cho vay lãi nặng, đối tượng Nguyễn Dầu bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế khởi tố và bắt tạm giam. Bước đầu, cơ quan công an xác định từ tháng 9 năm 2021 đến ngày bị bắt, Dầu đã cho nhiều người vay dưới hình thức vay trả góp với lãi suất từ 121,67% một năm đến 456,25% một năm, thu lời bất chính hơn 110 triệu đồng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, lực lượng công an huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh triệt phá một nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người dân bằng thủ đoạn nhận làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bắt giữ hai đối tượng gồm Bùi Văn Sơn sinh năm 2000 và Trần Thị Lành sinh năm 1987, đều trú ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Gờ Long. Nhận thấy nhiều người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Bùi Văn Sơn và Trần Thị Lành đã tiếp xúc và đưa thông tin mình có quen biết rộng và biết đường dây có thể làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là sổ đỏ với mức chi phí từ 20 đến 25 triệu đồng một hecta. Khi người dân có nhu cầu làm sổ đỏ thì Sơn và Lành nhận trước số tiền từ 5 đến 10 triệu đồng một lô đất nền và 15 đến 20 triệu đồng một hecta đất dãy và tiến hành thuê những người làm việc ở các công ty đo đạc tư nhân tiến hành đo đạc để cho người dân tin tưởng giao tiền. Tôi nói là bây giờ nếu mà cần làm sổ đỏ thì cung cấp các thông tin cá nhân, rồi sau đó thuê người đo đạc tới để đo cho người dân, để người dân tin tưởng và giao tiền. Nhưng mà tôi tự giới thiệu là tự nhận là có đường dây làm sổ là từ 25 đến 3 triệu đồng trên một hecta. Sau đó khi người dân đồng ý thì tôi nhờ người về đo đạc rồi viết giấy nhận tiền làm sổ. Qua cái đơn tố giác của người dân và qua công tác nắm tình hình thì cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long đã xác lập kế hoạch đấu tranh với nhóm đối tượng này. Thì có quá trình đấu tranh thì đến ngày 26 tháng 5 2023 thì cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và khởi tố hai bị can đối với Trần Bùi Văn Sơn và Trần Thị Lành, và đã bắt tạm giam hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra. Với thủ đoạn như trên, từ tháng 5 năm 2022 đến đầu năm 2023, Bùi Văn Sơn, Trần Thị Lành đã lừa đảo nhận số tiền hơn 500 triệu đồng của hàng chục hộ dân trên địa bàn xã Quảng Sơn. Bên cạnh đó, Bùi Văn Sơn còn sử dụng số điện thoại đăng ký tài khoản Zalo giả mạo là cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Đắk Long, lên mạng Internet, tải hình ảnh sổ đỏ, rồi nhờ một đối tượng quen biết trên mạng xã hội chỉnh sửa thông tin trên sổ đỏ, sau đó gửi cho người dân, khiến họ tin tưởng và giao thêm tiền. Thì cơ quan công an là khuyến cáo thứ nhất, ấy, nếu người dân có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đầu tiên là đến bộ phận một cửa của Ủy ban nhân xã để là được hướng dẫn làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và theo trình tự sẽ nếu như mà đất trong cái diện được quy hoạch và làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng theo quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ hướng dẫn cho bà con. Thứ hai là không nghe tin theo những đối tượng cò mồi cũng như đối tượng lừa đảo. Và thứ ba là nếu như bà con phát hiện những đối tượng mà như ở trên để lừa thì thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để chúng tôi kịp thời ngăn chặn, không để những đối tượng này tiếp tục lừa gạt. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long đang tiếp tục điều tra mở rộng. Những ai từng là nạn nhân của các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên, đề nghị liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk Long để được giải quyết.